chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Hôm nay mình mời các bạn đi chung với mình trộm cám, thực hiện cái quá trình trộm cám cho cá, cho đàn cá bé màu của mình ăn. Thì hiện tại thì cám của mình cũng gần hết rồi, thành ra mình tiến hành mình trộm cám mới. Đây mình mời các bạn xem nha. Đây cái hũ cám cũ của mình nó hết đó các bạn, nó còn có chút xíu rồi, hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trộm cám mới. Đây là hai cái loại cám trước mắt nè. Mình bữa nay mình tính trộn hai loại thôi. Cái loại này là chắc mình đâm nhuyễn ra rồi chắc các bạn cũng không biết là cám gì đâu. Cám này nè các bạn, cám này nè. Nay mình lấy cái loại này làm chủ đạo nên mình sẽ đâm nó hơi nhiều chút xíu. Cái gì không chà bá luôn mà mình phải đâm nhuyễn ra như vậy đó, bị gì cái cám này không phải là dành cho cái cá bé màu nè. Cái hộp của nó nè các bạn, chà bá luôn, thấy không? Không phải là cám dành cho cá màu, cám này là dành cho cá là hán. Hôm kỳ rồi mình cũng có cho ăn thử rồi thì cũng kết quả cũng khá là tốt, cá mình lên màu cũng khá là ok ha. Còn đây là cái loại cám cũ, đáng lẽ là bữa nay là không có tính cái loại này vô, nó còn có miếng à, cao cui nó còn có miếng, nó trong bịch này nè còn có miếng à. Mình thấy nếu mà bỏ phí quá thì uổng, thôi mình bỏ vô luôn, mình đâm nhuyễn ra. Cái hộp nó cũng là một cái hộp dạng viên nhưng mà nhỏ hơn. Đó, bỏ vô luôn. Rồi, đây là hai loại, trước mắt các bạn là hai loại rồi ha. Trước mắt là hai loại rồi. Rồi, đây là cái loại thứ ba. Thì hôm nay cái loại này mình mua có 7.000 thôi. Nhưng mà bữa nay mình thấy nó cũng cho ăn cũng ok đó. Nhưng mà hôm nay mình đọc cái bảng chia phần trăm của nó đó, bạn thấy không? Cái này có 26%, 26% này mình nghĩ là độ đạm. Nhưng mà bù lại những cái độ khác đó, nó ok nha, 15 hồ sơ 15 gì đó, 12 độ là nó cũng cao hơn những cái loại kia rồi. Đấy. Thì mình nghĩ chắc cũng ok. Mình trộn. Thì rồi mình cũng có trộn thử cho ăn rồi thì mình thấy được. Loại này mình trộn được. Đó. Bữa nay thì chủ yếu là mình lấy cái thằng cám la hán á làm chủ đạo, thành ra mình sẽ trộn tỷ lệ là 1:2 và 2 phần cám la hán, 1 phần cám này với lại 1 chút xíu cái cám cũ. Cám cũ thì cho ăn bổ sung thôi chứ không cho ăn cho hết á, chứ không phải ấy gì, tập trung luôn. Rồi đó, cám la hán hồi nãy mình đâm có nửa gói rồi, chứ mình không có đâm nhiều để thử nghiệm coi cái này trộn cho tụi nó ăn như thế nào, cũng không biết kết quả sẽ ra sao đây nha. Thì kỳ rồi mình cho ăn cám la hán thử rồi, cám cá đó, cái cám đó độ đạm rất là cao, mà nó là cá ăn khá là xuồng. Cái này mang tiêu hóa nha các bạn, trộn cho nó 4 gói. Ăn cám trộn thì thường thường 2-3 loại đó thì nó sẽ dễ bị khó tiêu, đổ tháo quá, làm ấy đổ tháo quá. Này mình mua có 20k thì một hộp, mà một hộp tới 20 mấy gói luôn, 25 gói. Mua loại thường được rồi các bạn, không cần mà mua loại xịn đâu. Men như quá nè, 22k một hộp mà nó tới 25 gói lần. Dư sức mình xài không rồi, cho cái đàn cá này cũng rất là nhiều rồi. Đó, bị hôm bữa mình có cái con cá nó bị sình bụng, rồi nó bị với lại một con cá bị sình bụng trước, xong rồi cái có bầy khác nó bị bong bóng, nó loạn bong bóng, mình mới mua cái này về để mình ngừa cho mấy con cá của mình cái bệnh sình bụng, rồi trị cho mấy con cá ví dụ mà rối loạn bong bóng luôn thì cũng khá là hiệu quả. Về đường tiêu hóa thì các bạn trị bằng cái này thì ok nha, chứ bị nấm bệnh đó bạn đem này một bạn bỏ vô cũng quỳ đất à. Những cái thuốc mà những cái bệnh mà cần kháng sinh đưa vô trị đó, mà bạn đem một bạn trị đó là
Đó mà vô cái đùa thật cộng lên bạn ơi. Vô đây coi vậy chứ ăn cũng được nhiều. Tính ra là một gói cái hũ này của mình trị giá, để mình coi coi. Một gói là cám cho cá la hán 100 gram là nó 70.000. Mình xài 50 gram là nó 35.000. Hai gói kia là nó mỗi gói 14.000, thêm gói men tiêu hóa nữa đi cho chắc ăn. Mỗi gói là 7.000, hai gói là 14.000, là tổng cộng là 53.000. 53.000 cộng với cái bịch cao cui đó, cao cui có 1 miếng cho nó 1.000 bạc. Thì bịch đó nổi ký 20.000. Thì bịch đó nổi ký mà 20.000 thì miếng đó thì cho nó 1.000 đó. Là 54.000, 54.000 ra là bao nhiêu gram mình tính ra luôn nha. Tại vì nó ở gói cám la hán là 50 gram nè. Một gói cá bảy màu kia là 20 gram, hai gói là 40 gram, là 90 gram, với lại cái kia chắc chừng 10 gram nữa, là tổng cộng là 100 gram, 100 gram trị giá 54.000, với lại năm gói men tiêu hóa này. Nếu mà bạn đem ra bạn mua, ở ngoài là 1.000 một gói, 5 gói là nó tổng cộng là nó 5.000, là 59.000. Chà, 59.000 cho 100 gram thức ăn cũng hơi đắt ạ. Cũng hơi đắt, cũng không có rẻ gì bao nhiêu, nhưng mà cũng được. Tại vì mình trộn, mình đổi vô đây, còn miếng thức ăn cũ nữa. À, cái cũ này nè là bạn biết gì không? Cái cám cho mấy cái con cá dĩa mình mua về mình phải đâm ra mình trộn chung với cái cám, cái gói vàng vàng hồi nãy cho cá ăn cũng rất là tốt, thấy cá lên màu cũng ok. Chứa đâu có hết lên rồi. Ráng ráng ém cho nó hết vô cho một hũ cho nó dễ kiểm soát. Phải là không phải là mình không muốn trộn nhiều, mà chủ yếu là mình vô hũ đậy nắp rồi lại nó ngon lành các bạn. Vô hũ đậy nắp rồi lại nó ngon lành rồi đó, hoàn thành rồi đó. Giờ mình sẽ mời các bạn đi chung với mình cho cá ăn nha. Sử dụng cái cối của nhà lát cái nào cũng bị chửi, lát phải rửa nữa đó. Bây giờ là thức ăn là mình đã có rồi. Giờ thì mình sẽ thử nghiệm các bạn ơi. Ủa cái muỗng ở đâu rồi? Đây. Đói, tụi này đói dữ lắm rồi nè. Chết thôi. Cho bay thêm chít nữa. Đó, hũ cám kỳ này tao cho tụi bay ăn cám là 60.100 gram đó, 60.100 gram, 600.000 một ký đó. Hôm bữa có cái bạn, có một bạn comment lên kêu mình chia cái bài cá con, chia cái bầy cá con ra rồi nuôi với ba cái loại cám khác nhau để so sánh, thì mình cũng có dự định như vậy rồi, mình cũng
có dự định đó, nhưng mà tiếc là mình chưa có đủ hồ á các bạn. Mình chưa có đủ hồ để mình ra cá con nữa. Mình chưa có đủ hồ để mà mình ra cá con, mình chưa có làm cái đó được nha các bạn. Để có dịp mình đủ hồ mình sẽ làm. Đó, mình làm mình sẽ so sánh tất cả các loại cá mà mình có thể tạo ra, mình có thể trộn được. Tạo ra. Rồi cho các bạn xem. Đó, chủ yếu là cá con. Cái này để mà mình dưỡng mấy bài cá con rồi có cho cá lớn ăn luôn cũng được, không thành vấn đề, đỡ tốn công cho ăn 2-3 loại thức ăn. Đây là máy bài máy rồng gen rút bông, gen rút bông thôi nha, chứ không phải rút bông đâu nha. Rút bông mình úp riêng rồi, rút bông mình lựa ra, cái bài này là mình lựa gen rút bông ra mình thả riêng á. Xanh rồi. Và mình cũng đang dưỡng mấy cái bầy cá gấm của mình. Đó, nay là làm như hổm rài nuôi có mấy con ăn không được á. Nó xuất hiện cái tình trạng mình thấy làm như nó hơi còi còi. Mình trộn mang cho quá nhiều giúp cho nó hấp thụ thức ăn. Đẻ các con bò ở đây nè, cái bồ giỡn à. Coi thường đó. Con đẻ lên trong đây nè, đông lắm luôn, con đẻ các con mới nè. Thấy nói đây là bầy cá cưng của mình nè, bạn thấy cá vòm rất là đã. Bài giống rồng đỏ rất bông, có cá con ở ngoài nè, mình cho tụi nó ăn cho các bạn xem. Vài bữa nữa mình bắt mấy con cá mái to to ra hết. Đây là cá tạp, không phải tạp mà cái hồ cá trống của mình ở trong nhà đó mình tịch thu, mình tịch thu cái hồ của nó, mình đem cho nó ra ngoài này dễ chăm sóc hơn. Hôm bữa thả trong kia mình không có mà coi, không có thuận đường á, lo mấy tụi cá ngoài này không có coi tụi nó trong đó được, ấy thành ra giờ tụi nó ra ngoài này luôn cho dễ mà ngó. Đó. Ra đi vô thẳng ngó tụi cá này rồi ngó tụi nó luôn, chứ để cho nó bệnh. Hôm bữa cũng sơ sức làm bệnh ha, cũng đem ra đây trị rồi theo dõi. Qua có xuất hiện mấy con cá trống mà mình vớt mình thả qua hồ cá trống hết rồi. Đây này họ nói đông như quần nguyên, không biết hồ đâu mà nhốt tụi nó nữa nè. Cá đẻ nhiều dữ lắm các bạn, đẻ lòn luôn, lòn khên luôn. Cái loại mà mình cần đẻ thì nó không chịu đẻ đâu, mà cái loại mà mình không cần đẻ nó đẻ nhiều dữ lắm. Bên đây là có đẻ cá con nữa nè, các bạn thấy có đẻ cá con nữa nè. Cá con cũ á mình thả chung luôn rồi, thả chung luôn tại vì cái hố đó nó chặt quá. Mình thả chung mình phải bỏ cái miếng lưới này vô làm cho có chỗ cho cá con trốn nè, không phải đơn giản vậy đâu. Mấy cá lớn dưới nó hiếp dữ lắm đó, bỏ vô vậy nè, án tổ dắt ngang này nè, cái cá lớn nó dí cái con từ đây chạy qua bên kia được, từ bên kia chạy qua bên đây được. Đó bạn thấy dí cá mái, con mái này đẻ nè, con mái này đẻ cá con chứ
ít đâu, nhưng mà mình thấy cái bò cũng hao hụt rồi. Cho bài này ăn thêm miếng nữa, nãy cho ăn cũng không có đủ, còn đói nó còn bu lên nữa, bạn thấy không? Hôm bữa mình ghé mình mua thùng mốt, đó là mình không mấy, mình mua cái thùng mốt hai như hai thùng ở trong á, với lại như mấy thùng mấy con này nè, chưa có các bạn, hạn mình tới một tuần đó. Chứ không phải là mình không có làm hồ đó, nuôi cá mà không làm hồ là không có được, mà tại mình mua nó không có. Con mái này bầu đang bự, mình cách ly đang cho trống bớt dí nữa, chuẩn bị rồi đó, cũng sắp đẻ rồi, không biết chừng nào nổ đây. Thôi, video của mình đến đây xin được phép kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo mình nha.